Rồi thì xin chào tất cả bạn, thì anh là Thông nhá. Thì hôm nay thì anh có cái buổi anh dạy, nói dạy thì là không đúng, nhưng mà thực ra thì chỉ là trao đổi kinh nghiệm thôi nhá. Và nhắc lại các bạn là gì, kinh nghiệm thì đã gọi là kinh nghiệm, tức là những cái gì mà kinh qua rồi nghiệm lại thì có, tất nhiên là có cái đúng nhiều hơn cái sai, nhưng mà cơ bản là những cái đúng thì nó sẽ nhiều hơn cái sai. Và tùy theo các bạn, em là y mấy, em lại Y1, em lại nghe kiểu khác. Em là Y3, em lại nghe kiểu khác. Em là Y6, em lại nghe kiểu khác. Hiểu vấn đề không? Tức là theo những cái mà cảm nhận của mình, và những cái quan trọng là cái năng lực của mình nghe, mình tiếp thu đến đâu. Có thể là bây giờ em là Y1 nhá. Có thể em là bây giờ em là Y1, em nghe, em chưa hiểu gì cả, em chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra gì cả nhá. Hoặc là có thể em là Y6 thì em nghe thì em lại thấy là muộn màng. Tức là muộn màng, tức là bảo là bây giờ giá như mà 3 năm trước mà được nghe thì vấn đề cái đầu mình nó lại khác. Mà quan trọng nhất là gì, quan trọng nhất đối với các bạn học sinh mà ôn thi nội trú với anh vẫn nói với các bạn đấy là gì, cái quan trọng nhất là các bạn hiểu là cái quan trọng nhất là, để anh bật cái, chờ một xíu nhá, để anh bật cái camera của anh lên nhá, anh bật cái cam của anh lên. Được chưa? Ok, Y1 đây, có ví dụ có bạn Minh Anh nhá, Y1 sẽ cố gắng, Y1 thì cứ học đi nhá, anh nói luôn. Nói vui các bạn. Đây. Các bạn chờ suốt từ sáng rồi, anh biết là cũng hơi đợi hơi lâu đúng không? Nhưng mà không sao cả. Chúng ta sẽ làm việc. Ok. Đấy. Được chưa? Mọi người nhìn rõ chưa? Đấy. Anh thì anh mới cắt tóc thôi, tại vì dịch dịch bệnh mà mình cứ cắt đi, vậy mình có ra ngoài đâu, mình cứ cắt tóc thoải mái đúng không? Đấy. Và quan trọng là gì? Y1 thì em nghe thì em không cũng không phải là ngẫm cái gì đâu, bởi vì anh nói với bạn là nếu mà Y1 đúng không? Y1 thì em nghe. Y1 thì em nghe thì em cứ học thôi, em lấy động lực thôi, chứ còn em ngẫm thì bây giờ bảo là Y1 mà em ngẫm đến Y6 mà em vỡ đầu em chết mất. Nên là quan trọng là anh muốn là chủ yếu là Y3 Y4 hãy ngẫm, còn Y1 thì nghe cho biết, được chưa? Còn Y6 thì nghe nghe để biết mình có những cái hạn chế gì, được chưa? Và quan trọng là gì, các bạn cố gắng, các bạn bật cái cam lên cho anh nhé. Rồi. Ok. Các bạn nghe rõ đúng không? Đấy. Thì rồi, thì cái thời gian tới thì anh sẽ viết, anh viết đang viết mà, đang viết. Anh viết bởi vì viết cái này lâu lắm, thực ra cũng muốn viết từ lâu rồi, anh sẽ viết tặng mọi người cái quyển sách. Đúng không? Tặng mọi người quyển sách thì anh sẽ in ra nhá, anh in ra và có cái bìa màu nó đẹp đẹp một xíu đấy cho các bạn đọc. Và cái mong muốn của anh 2 năm nay là anh viết được một cái quyển sách mà tạo động lực cho các bạn. Quan trọng là để trả lời hết tất cả những cái câu hỏi mà các bạn inbox Facebook cho anh đúng không? Rất nhiều bạn bạn inbox cho anh hỏi là ôn thi nội trú thứ bắt đầu từ y mấy. Có bạn bạn ấy hỏi anh ơi Y1 em bắt đầu ôn thi nội trú có được không? Đấy, có được không? Thì anh trả lời luôn hả? Y1 thì cứ học cho nó chắc kiến thức đi, đến tầm độ Y4 ôn thì hợp lý nhá. Đấy, quan điểm riêng cá nhân của anh là thế. Tại vì các bạn cũng không nên đặt nặng nề lắm về cái chuyện là tôi phải đỗ nội trú từ Y1 đúng không? Và có những bạn mà bắt đầu mà có các bạn đến Y1 mà tức là các bạn đến Y6, tức là bắt đầu Y6 rồi các bạn mới có cái ý định là ôn thi nội trú. Đấy, thì các bạn khi mà các bạn nỗ lực cố gắng hết hết sức ấy, là công lực đến 200% đấy các bạn vẫn ôn kịp. Vẫn ôn kịp. Tất nhiên là nếu mà kịp ấy, thì nó chỉ đến một mức độ đó thôi nhá.
Đấy, còn đâu nếu mà rơi vào top 100 thì rất là khó các em ạ. Tại vì nó đòi hỏi về cái sự nỗ lực cố gắng nhá. Chờ khi em là cái dạng gọi cực kỳ thông minh luôn nhá. Các em có biết là ngày ngày xưa ấy, anh ôn thi nội trú, anh ôn hóa sinh nhá. Các bạn biết anh đọc hết cái quyển hóa sinh hết trong vòng mấy tuần không? Anh học hết, tức là dạng như kiểu học thuộc nhá, học thuộc dạng như kiểu từng chữ ấy. Các bạn có biết anh học thuộc trong mấy tuần không? Cái quyển sách hóa sinh nhá. Ngày xưa ấy, anh học thuộc cái quyển đấy, anh học trong vòng 2 tuần. Đấy, xong bắt đầu anh ngồi lì khoảng độ 6 ngày nhá. Anh ngồi lì 6 ngày ngoài quán cà phê sách nhá, cái quán cà phê sách mới mở nhá. Thì anh ngồi ở đấy nhá, mỗi ngày là tốn là bao nhiêu nhỉ, 45.000 tiền cà phê đấy. Ngồi anh đánh ra hết tất cả cái test trong cái quyển đấy nhá. Và nguyên tắc thì anh lại học theo cái kiểu của anh, tức là anh tự nghĩ ra test, anh đố anh nhá. Và khi mà mình đố mình đến, tức là đạt đến cái trình độ, tức là mình đố mình thì gọi là chả thằng nào đố mình nữa cả đấy. Thì tức là mình thấy các cái test trên các cái test ở các cái trên ngoài quán photo ấy, nhờ các anh chị cho ấy, thì nó nhiều quá. Thì bây giờ anh ngồi anh soạn là một bộ riêng của anh luôn, bởi vì học theo các cái học theo các cái tư duy của người khác thì nó hơi lâu nhá. Anh học theo cái tư duy của anh luôn. Và cạnh với các bạn ôn thi thì các bạn hay quen là các bạn làm đề cương đúng không? Thì làm đề cương thì thực ra cũng rất là tốt nhá, rất là tốt. Mình làm đề cương mình tự nhớ mà, đúng không Hương? Bây giờ mấy trăm người này nói chả biết Hương nào, đúng không Trần Hương? Đó, mọi người ai thấy ra cái cách làm đề cương nó hay đấy, phù hợp thì mọi người cho ý kiến đúng không, mọi người đồng ý không? Ok, đồng ý không? Đúng rồi, hai tuần. Anh không phải tự hào ấy đâu, anh ngồi đúng 2 tuần, đúng 2 tuần anh học hết quyển sách hóa sinh nhá. Và anh dành thời gian khoảng độ 6 đến 8 tiếng ngày, anh ngồi anh chỉ đọc hóa sinh thôi, và anh chỉ làm test, chỉ đọc hóa sinh. Và sau đó anh nghĩ ra một cái bộ test của anh. Thì trong cái quyển sách kinh nghiệm ấy, cái 100 kinh nghiệm ấy, thì anh sẽ cố gắng anh cho luôn mà, anh cho luôn bạn quyển test đấy để các bạn học, các bạn biết như thế nào, các bạn biết xem anh làm như thế nào. Thực ra nói là 6 ngày nhưng mỗi ngày anh chỉ dành có đúng tầm độ 3 4 tiếng anh đánh lại thôi, tại vì đánh trong trên Facebook nó rất là lâu nhá. Đấy, ở đây có bao nhiêu bạn thì bắt đầu làm các cái bộ đề cương cho riêng mình rồi. Ok, đây anh cho bạn giơ tay thì anh cho bạn nói đây. Các bạn cứ nói đi. Đấy. Ví dụ Trường Dương này, em làm đề cương chưa? Trường Dương này. Tức là mọi mọi người chỉ cần lắc và gật là được, mọi người tương tác nó chỉ cần lắc. Em làm đề cương chưa Trường? Bởi vì em là thực ra em là học sinh phân hiệu đúng không? Em là học sinh phân phân hiệu 2. Thì thực ra cái bạn bạn này có mấy bạn học sinh của anh mà, trong này có tất cả có nhiều bạn học sinh của anh biết đó. Thì các em cố gắng, các em nên nên làm đề cương nhá. Bởi vì em còn là i3 i4 thì em cứ làm đề cương thoải mái cho anh, xong đến i5 i6 em bắt đầu em chuyển sang em làm test, em luyện test thì nó sẽ rất là nhanh nhớ đấy. Và anh tin chắc chắn là
chỉ trong vòng vài năm nữa nhá, vài năm nữa thì anh tin là sẽ có một số cậu trong này nhá, đỗ nội trú, rồi là một vài năm nữa thì các anh em thì xem lại video nhá, thì sẽ thấy tên một số cậu trong này nhá. Rồi tiếp này, nhá tiếp nhá, đúng không Thanh Hương nhá, Thanh Hương là mặt trầm ngâm đăm chiêu thế. Rồi thì trong cái quyển này thì anh sẽ chủ yếu là gì, một là nói về các cái kinh nghiệm cho anh em nhá, cái thứ hai ấy nhá, cái kinh nghiệm cho anh em, cái thứ hai là sẽ kể, tức là anh sẽ sưu tập một số các cái câu chuyện về những cái học sinh ở trường, các trường khác ôn thi, cũng như học sinh của trường ôn thi nhá. Đấy, cái cách người ta ôn thi, người ta cảm nhận như thế nào, em hiểu không? Thì cái cách ôn thi thì người ta cảm nhận như thế nào, bởi vì mỗi một cái người ấy, người ta ôn thi người ta sẽ cảm nhận, ví dụ cảm nhận là cái này hay này, các em nên phải, ví dụ các em nên phải học bộ đề cương này này đấy, rồi là các em nên học cái này nhưng mà có phần này mà cảm giác nó hơi dài dòng ấy. Đấy thì mỗi người người ta sẽ trải nghiệm đấy, và người ta nói lại cho dưới góc nhìn, nhiều cái góc nhìn nhá, thì có góc nhìn của những cái bài sưu tập trên Facebook, hoặc là có những cái bài trải nghiệm của anh, và có những cái bài mà tức là nó trải nghiệm, tức là nó là trải nghiệm của chính cái học sinh của anh nhá, rồi những cái bạn mà nội trú y Hải Phòng, rồi là nội trú y Thái Nguyên, rồi là nội trú y Thái Bình nhá nhá. Đấy thì những cái bài trải nghiệm của chính các bạn học sinh của anh, vì thực ra thì những cái trải nghiệm đấy thì nó rất là hay và nó rất là quý, cực kỳ quý luôn, và mình cần những cái bài chia sẻ kinh nghiệm như thế, đúng không, để mình tránh vấp phải những cái sai lầm nhá. Ví dụ nhá, ví dụ hôm nọ thì anh có đăng cái bài đúng không, anh khuyên các bạn có 10 lời khuyên đấy nhá, 10 lời khuyên nho nhỏ nhá, lời khuyên nhá, nho nhỏ đấy, trong cái quá trình ôn thi nội trú nhá. Đấy nhá, thì được chưa, đấy thì ôn thi nội trú ấy, thực ra là mình có những cái điều nhá, có những cái điều mà mình tính được, tức là mình tính được nhá, rồi có những cái việc mình không thể tính được, chẳng hạn như là cái việc mình tính nó không bằng thể bằng trời tính được, chẳng hạn như mà ngày xưa anh ôn thi có một số bạn là bạn học giỏi lắm, dạng như kiểu là lớp trưởng, lớp phó một lớp nhá, rồi lớp phó học tập, các bạn học rất giỏi, nhưng mà đúng lúc thi thì lại lại vào cái thời điểm là tháng 8 em ạ nhá, tháng 8 thì lúc đấy nó lại có cái dịch bệnh sốt xuất huyết nhá, sốt đanh nhá, đanh đấy, sốt đanh, thì các lúc ấy các bạn ôn tập trung năm ngoái, các bạn ôn tập trung trên giảng đường đúng không, đấy các bạn ôn tập trung trên giảng đường thì kiểu như là lây nhau ấy đấy, nhưng mà bản thân anh là cái người bị sốt xuất huyết 2 lần nhá, bởi vì một cái người có thể sốt đanh đến bị sốt huyết đến 4 lần mà đúng không, bởi vì nó có tất cả là khoảng độ 4 tuýp đúng không, nhớ không? Đấy thì lúc sắp thi ấy, thì bạn lại đen quá, bạn lại bị sốt xuất huyết, nên là lúc mà vào thi thì sốt đùng đùng đấy, thì cái đấy việc đấy gọi là người tính không bằng trời tính đúng không, thì bị ốm là một này, cái thứ hai là trừ khi có vấn đề động đất sóng thần thiên tai đấy, thì những cái chuyện đấy là mình không thể tính được, hiểu không? Thì về còn đâu tất cả những cái việc mà nó là trong dự định của mình thì mình sẽ tính được, như vậy mình phải có sự tính toán, mình tính toán để mà mình ôn thi nhá, ôn thi cho nó hiệu quả nhất nhá, ôn thi cho nó hiệu quả nhất, và quan trọng là gì, mình ôn thi nhưng mà vấn đề là mình đỡ mất sức hơn, đỡ mất sức nhất nhá. Tại sao có những cái bạn mà các bạn học gọi là rất ít, dạng như là học ở mức độ học, cái thời lượng học thì trung bình thôi, nhưng mà cái đạo bạn học hiệu quả rất là cao, bạn hỏi cái gì bạn biết, gần như cái gì bạn biết lúc sắp ôn thi ấy. Thậm chí là các bạn tin không, 10 cái phản ứng trong con đường đường phân các bạn có thể vẽ ra cho anh,
các bạn vẽ chi tiết chính xác đến từng cái enzyme một và từng cái chất, từng cái phản ứng nào mà cần xúc tác mà cộng tác cái chất xúc tác magie, các bạn vẽ luôn được cho anh. Đấy, các bạn ôn thi đến cái mức độ là nó gọi là mức độ gọi là thần sầu đấy đúng không? Các bạn nhớ, có thể nhớ được mọi thứ, cảm giác như nhớ được mọi thứ trên đời, nhưng mà thực ra thì cũng không ai nhớ được hết tất cả đâu nhá. Thì bản thân bộ não mình là nó dung lượng nó có hạn, nên là nguyên tắc là nó nhớ nhá, nó nhớ nó phải đào thải đúng không? Đúng không Minh Anh nhá? Thì các bạn công nhận với anh như thế không? Thậm chí là các bạn ôn thi nhá, đến một thời gian sau các bạn lại quên, là anh nói luôn là chuyện bình thường. Có mấy bạn nhắn tin cho anh bảo em cứ học em lại quên, bảo em học mà em không quên thì nó mới là bất thường, còn em học mà em quên trong vòng 1 2 tháng thì nó là chuyện bình thường. Như vậy học làm sao mà để cho nó lâu quên đúng không? Thì cái cách duy nhất mà học cho nó lâu quên là phải học hiểu nhá. Nhá. Các bạn duy nhất học lâu quên là các bạn phải học hiểu. Rồi thì ta trong video thì tí anh sẽ nói thế nào học hiểu nhá. Bây giờ từ từ học hiểu, và cái thứ hai nó phải logic các cái vấn đề em ạ. À, nhá. Các em phải công nhận với anh không? Khi mà các vấn đề mà em không giải thích được đúng không? Thì các em thấy rất là bất logic nhá. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là ví dụ như là bảo là ví dụ mà anh ví dụ một cái thôi nhá. Bởi vì nói gì thì nói phải nói cái thực tế. Ví dụ như là các bạn đi học nội tiết đúng không? Nhá. Mình cũng chẳng hiểu tại sao là các bác hay hỏi là cái hội chứng đúng không? Hội chứng buồng trứng đa nang. Đấy. Nhá. Xem có ở trên các cái bệnh nhân đái tháo đường đúng không, mà là nữ hay không. Đấy, mình cũng ngày xưa hồi Y4 anh đi học, anh cũng chả hiểu là tại sao lại hỏi như thế. Nó là về mình đọc sách đúng không, mình mới hiểu ra đúng không. Đấy, ví dụ nó hay liên quan đến cái chuyện là kháng insulin liên quan đến đái tháo đường type 2 nhá. Nhá. Đấy, thì thực ra thì bệnh học nội khoa thì nó có rất nhiều chương nhá, rất nhiều chương, chẳng hạn như là một nè, một là chương là cấp cấp cứu là cái cơ bản đúng không, cấp cứu này, cơ xương khớp, nội tiết, hô hấp, nội tiết này, hô hấp, thận tiết niệu, được chưa, tiêu hóa đấy nhá, lão khoa đấy, lão khoa, thần kinh, các mấy chương huyết học đấy, rất nhiều chương, nó khoảng độ 10 chương, được chưa. Đấy, và các bạn để logic các vấn đề lại với nhau nhá. Và thường các bạn mắc mắc cái lỗi này này là em bảo là anh ơi thì bây giờ em ôn nhá, em ôn các môn cơ sở nhá, em gọi là em ôn các môn cơ sở, em là thuộc dạng gọi là cực kỳ đỉnh cao về gai tơn nhá, gai tơn cực kỳ đỉnh cao với gai tơn, đọc sách tiếng Anh như gì luôn nhá. Nhưng mà khi các bạn học gai tơn nhá, nhưng mà sau đó anh hỏi các bạn về vấn đề nội khoa, các bạn lại chả trả lời được đúng không, các bạn lại chả trả lời được. Ví dụ như là ví dụ nhá, ví dụ anh chỉ nói vấn đề là anh sẽ lấy ví dụ các bạn hiểu này. Ví dụ này, tập trung nhá, tập trung nghe nghe rõ nhá. Ok, đấy, ví dụ như này, chẳng hạn như là ví dụ trong đái tháo đường đúng không, đái tháo đường type 2 em ạ. Type 2 thì một trong những cái thuốc mà điều trị đái tháo đường type 2 ấy nhá, là một trong những thuốc mà làm cho người ta đái ra nhiều đường hơn. Đấy, chẳng hạn như là cái thuốc là Forxiga. Forxiga viết như này em ạ. Forxiga. Đấy, cái này ấy, nó là dapagliflozin nhá. Dapa. Nhá, dapagliflozin nhá. Cái thuốc này ấy, thì nó sẽ ức chế kênh SGLT2 nhá, kênh SGLT2. Nhá. Đấy, SGLT2 ở cái tế bào nhá, ở cái tế bào của ống ống lợn gần đúng không? Thì cái thuốc này thì nó sẽ thải được đường ra khỏi nước tiểu hơn, nhiều hơn. Và ngoài ra ấy, thì thuốc này ấy, nếu mà các bạn đọc sách ấy, thì nó lại còn có tác dụng hạ huyết áp. Đấy. Hạ huyết áp. Đấy, nhưng mà sách sách thì lại không nói cho các bạn là tại sao lại lại hạ huyết áp, lại có tác dụng hạ thêm huyết áp. Đấy, nếu mà các bạn đọc ra thì các bạn lại đọc ra thì biết là cái kênh này đúng không? Kênh này thì nó sẽ thải thêm cả natri đúng không? Thải thêm cả natri nên là nó sẽ thải natri, tức là thải muối ra, và nó sẽ có tác dụng thêm là tác dụng hạ huyết áp rất là nhẹ nữa thôi đúng không?
Đấy, nhưng mà nó lại làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu. Bởi vì nó thải đường ra khỏi nước tiểu mà, nên là những cái đoạn đấy các bạn đọc sách các bạn phải hiểu. Nếu khi mà các bạn không hiểu, các bạn anh nói thật là các bạn 1 tháng sau, thậm chí 1 ngày sau các bạn có viết, các bạn nhá, các bạn có làm đề cương nhá, các bạn có làm đề cương, các bạn viết thoải mái luôn, các bạn hôm sau bạn chả hiểu. Thì khi mà ví dụ người ta hỏi là có tác dụng hạ huyết áp không, các bạn trả lời là không, thì vấn đề là các bạn không hiểu đấy. Và các bạn đọc Guyton thì bạn vẫn vận dụng vào trong nội khoa nhé, trong nội khoa và trong nhi khoa, nó là cái nền tảng, đúng không? Nó là cái nền tảng. Và các bạn có thể nhá, các bạn đọc rất nhiều sách Guyton, nhưng mà có những cái chuyện mà đơn giản thì các bạn không hiểu được, đúng không? Như vậy là mình phải nhắc các bạn thì các bạn phải bám sách giáo khoa nhá, bám sách giáo khoa nhá. Tiếp theo nhá, các bạn tắt cái mic đi cho anh. Rồi thì sẽ nói thì cái 10 cái lời khuyên cho các bạn nhá. 10 lời khuyên, cái này anh đăng trên Facebook, hoặc là đăng trên Facebook hoặc trên Zalo của anh nhá, Zalo hoặc là trên cái fanpage của anh nhá. Thì anh có nhiều cái nhóm lắm, thì ví dụ anh chỉ cho bạn một số các cái kênh, kiểu chỉ cho bạn một số cái kênh mà vào mà xem nhá, xem các bài đăng cập nhật, rồi thi thoảng có các cái khóa học nhá, có các cái khóa học online đây này, thì anh đăng trên này này cho các bạn dễ nhá. Tại vì nhiều khi anh cũng khá là bận ấy, nên là anh không biết làm sao anh để tiếp cận với các bạn được, anh không biết làm sao để anh tiếp cận với các bạn được nhá. Rồi là các cái khóa học thì anh đăng nó hơi lộn xộn nhá, hơi lộn xộn thì các bạn cũng khó, các bạn cũng khó theo dõi nhá. Đấy thì các bạn đợi một tí. Thấy nhá, ví dụ các bạn có thể nhìn vào đây này, các bạn có thể thấy nhá, đấy các bạn nhìn rõ đấy. Thì cơ bản thì anh có những cái kênh nhá, anh em cứ đánh này, em cứ đánh anh tạo theo series mọi người tìm cho dễ nhá. Thì cái kênh này thực ra anh mới thành lập mà từ Tết thôi, anh mới thành lập từ Tết. Cái kênh này trên cái kênh cái trang group Facebook của anh, các bạn thể gõ lại cái đường link này là được nhá. Đấy cái group của anh thì nó có khoảng độ 10 13.329 thành viên, anh mới thành lập từ Tết thôi nhá. Và các bạn có thể thay đổi cái anh cũng có số group khác như là nội trú sinh lý 2020, các bạn gõ là ra nội trú hóa sinh 2020, nội trú nhi khoa 2020, nội trú tim mạch 2020, ôn thi nội trú gạch ngang đúng không, y Hà Nội, hoặc là nội khoa nhé, một cái group nữa nội trú nội khoa 2020 thì nó cũng lớn như này. Anh các cái khóa học thỉnh thoảng anh có tổ chức cái khóa học anh đăng vào đây nhé, anh có thời gian rảnh anh lại dạy các bạn luôn đấy mà nhé. Thì quay trở lại đấy, thì cái cách và các bạn tiếp cận với anh là như thế. Tiếp theo ấy là anh nó sẽ nói về các cái lời khuyên nhé, lời khuyên cho các bạn ôn thi nhá, có cái 10 lời khuyên nho nhỏ nhá. Thứ nhất này nhá, nếu mà em thấy khó khăn, quá khó khăn trong việc ôn thi nội trú thì em hãy bắt đầu cho anh từ những cái môn là nó dễ đã, được chưa? Đấy, các cái môn nó dễ đã, chẳng hạn như là em sẽ bạn có bạn bạn ấy chọn sinh lý, nhưng mà có bạn bảo là sinh lý Guyton khó quá thì bắt đầu học sang hóa sinh nhá. Như vậy là hãy bắt đầu hóa sinh. Ngày xưa anh ôn thi là anh bắt đầu từ hóa sinh mà. Ngày xưa anh ôn thi bắt đầu hóa sinh, và ngày xưa ấy, anh học hóa sinh của một anh hơn anh 2 khóa, anh nội trú ung thư, anh thủ khoa nội trú ung thư hơn anh 2 khóa, và anh nhận được rất nhiều các cái lời khuyên và các cái động lực từ anh ấy cho anh, được chưa? Và
Đó. Tiếp theo là các bạn nếu mà các bạn học hóa sinh được ấy, thì các bạn sẽ đọc được tốt, rất là tốt các cái vấn đề cận lâm sàng về nội và nhi nhá. Cận lâm sàng về nội và nhi. Được chưa? Hiểu chưa? Học tốt các vấn đề cận lâm sàng về nội và nhi thì các bạn đọc, các bạn thì đa phần các bạn sinh viên thì rất là thích đọc cận lâm sàng đúng không? Đấy, các bạn là thích đọc xét nghiệm nhiều hơn là thích là khám bệnh, bởi vì ngày xưa anh cũng là sinh viên thì anh biết rồi nhá, rất là thích xem bệnh án và thích đọc kết quả xét nghiệm cận lâm sàng. Như vậy các bạn phải có các kiến thức hóa sinh nhá, nhất là kiến thức hóa sinh lâm sàng, và học được hóa sinh học được hóa sinh các bạn sẽ đọc được các cận lâm sàng về nội và nhi nhá. Ví dụ chẳng hạn như là, ví dụ như là anh, ví dụ anh nói này, ví dụ như là ure đúng không, ure ure nó sẽ ure nó khi mà trường hợp mà ure tăng không tương xứng với creatinine, mình thấy là creatinine tầm, ví dụ như là tầm độ 200 mà ure lên 340, như vậy nó là cái bất hợp lý rồi đúng không, đúng không? Và trên một cái bệnh nhân là xơ gan đúng không, xơ gan rượu đúng không, và vào viện vì đi đi ngoài phân đen, như vậy nó sẽ ủng hộ cái chuyện cho mình là một cái là xuất huyết tiêu hóa đúng không nhá, một cái xuất huyết tiêu hóa nhá. Đấy, như vậy tại sao lại thế, các bạn chịu khó bạn dở sách các bạn đọc lại nhá. Tiếp theo đúng không, tiếp theo nhá, các bạn học sinh lý cho anh nhá, sinh lý cho anh nhá. Sinh lý thì các bạn cố gắng các bạn học một cái cách cơ bản bài bản nhất nhá, các bạn đừng có học vội gai tơn này các thứ làm gì, các bạn cứ sách giáo trình sinh lý Hà Nội, giáo trình sinh lý IDS Y Hồ Chí Minh, rồi các cái giáo trình sinh lý của Bộ Y tế, các bạn đọc cho anh, đọc cơ bản thôi, nhưng mà các bạn phải đọc phải hiểu nhá, được chưa? Đấy, và ví dụ như anh, ví dụ mỗi cái anh sẽ lấy một cái ví dụ cho bạn nhé, cứ sách giáo khoa mà đọc cho anh đã, Y3 Y4 cứ sách giáo khoa mà đọc cho anh nhá. Còn Y6 tất nhiên là phải thuộc sách giáo khoa rồi, nếu mà không thuộc sách giáo khoa thì không nói chuyện với các bạn nữa đúng không. Y6 bây giờ mà không thuộc hết sách giáo khoa thôi thì anh không nói chuyện với các bạn nữa, bởi vì nó là muộn đúng không. Tiếp theo nhá, còn nếu mà em là Y5, bây giờ em mới là Y5 thôi, thì em cứ bình tĩnh em bắt đầu em khởi động các cái chương trình đúng không, học cho anh. Tiếp theo là ví dụ như là em có biết là B12 đúng không, B12 thì nó được ở dạ dày, nó sẽ được bảo vệ bởi một cái yếu tố nội nhá. Yếu tố nội thì anh nhớ không nhầm là có phải yếu tố nội đúng không, yếu tố nội do phải tế bào viền tiết ra đúng không. Đấy thì B12 nhá, B12 thì nó sẽ B12 nó hấp thu nhá, nó hấp thu ở hồi tràng đúng không, hồi tràng. Đấy nên là ví dụ có những cái trường hợp ấy nhá, ví dụ mà những cái trường hợp mà bệnh nhân cắt những cái đoạn hồi tràng đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến hấp thu B12 nhá, nó sẽ gây thiếu máu hồng cầu to nhá, MCV đúng không, nó sẽ lớn hơn trên 100. Đấy, MCV lớn trên 100. Đấy, và thiếu vitamin B12 thì mình sẽ phải bổ sung B12 cho người ta, mà thậm chí là trên lâm sàng mình còn định lượng luôn cả vi B12 luôn. Định lượng được mà. Đúng không? Có thể các em ở các cái viện tỉnh nhỏ nhỏ các em không thấy có cái xét nghiệm ít gặp đúng không? Nhưng mà anh định lượng cũng nhiều đấy nhá. Rồi. Thì những cái này thì mình trong cây lâm sàng gai tơn, ví dụ trong là chẳng hạn như trong các cái bệnh lý về Crohn ấy. Bệnh Crohn là viêm loét đại chảy máu ấy, thì nó sẽ đề cập đến trong, em đọc gai tơn ấy sẽ chú ý có một số các cái cây về Crohn mà. Đấy, cơ bệnh viêm ruột từng vùng đấy, đúng không? Nhá. Nghe cái bệnh Crohn thì Y6 có vẻ biết, nhưng mà Y5, Y4 nghe có vẻ hơi lạ lạ đúng không? Đấy. Nhá. Tiếp theo này. Nhá. Tiếp theo lời khuyên là tiếp theo em học hóa sinh nhá. Với sinh lý nhá. Hóa sinh sinh lý bao giờ em cũng phải đi học, em học song song em cặp cặp đôi với nội nhi cho anh nhá. Nội nhi nhá. Nhá. Ví dụ như em học hóa sinh và sinh lý thận thì em hãy học nội bài suy thận cấp, suy thận mạn cho anh đúng không? Đấy, các phương pháp chỉ định, phương pháp điều trị thay thế thận suy đấy, hiểu không nhá. Và ví dụ như là nhi thì em học thêm mấy cái bài hội chứng thận hư thứ đấy, thì phối hợp với nhau thì nó sẽ thành một cái logic, thành như vậy một công là mình học được đôi việc nhá. Cái tiếp theo thứ tư nhá, về vấn đề sinh học nhá. Nhá, anh nói luôn nhá, là nguyên cái môn sinh học này thì không bao giờ anh ôn thi nội trú luôn, bởi vì sao, bởi vì nó dễ quá nhá. Tự nhiên nó dễ quá, anh dạy các bạn làm gì, anh dạy các bạn thành ra loại dở hơi, hiểu không? Bởi vì nó dễ quá thì anh cũng dạy. Bởi vì là sinh học các bạn thi vào trường y, các bạn đều thi vào sinh học rồi, đúng không?
thậm chí là phần tổng hợp DNA RNA các bạn còn nắm vững hơn anh, đúng không? Thì anh dạy các bạn làm gì? Anh chỉ dạy những cái bạn mà các bạn mà khó khăn các bạn không biết thôi, nhưng còn dễ quá thì anh thật anh không dạy. Tiếp theo nhá, là vấn đề là này nhá, tiếp theo là vấn đề về giải phẫu nhá, vấn đề về giải phẫu nhá. Em có thể em chép vào nhá, nhá chép vào hoặc là em bấm vào cái nút quay màn hình ấy thì có thể xem lại nhiều lượt mà nhá, tại vì để mình ngấm dần nhá. Đấy thì giải phẫu thì em mà biết cái thế mạnh của bản thân thì em phải học trọng tâm nhá, và em đừng có quá ôm đồm nhiều thứ trong trường, và nhất là Y6 sắp thi nơi rồi, đừng có ôm đồm nhiều làm gì nhá. Tức là mình xác định là mình tốt bao nhiêu đấy, để mình có cái chiến lược học giải phẫu cho nó hợp lý, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như anh ví dụ trường đầu cổ rất là khó luôn nhá, trường đầu cổ khó lắm ấy nhá, thậm chí là anh tin rằng trong này có một số bạn Y4 còn không nhớ hết 12 đôi dần kinh sọ não, đúng không? Đấy, 12 đôi kinh sọ não còn không không nhớ hết được tên đấy nhá, chưa nói gì đến các cái nguyên ủy đường đi, các cái chi phối cảm giác vận động nhá. Đấy, ví dụ nhá, thì biết thế mạnh của bản thân và không ôm đồm quá nhiều thứ, đúng không? Bởi vì nguyên tắc là đi thi ấy, thì nó một câu giải phẫu ấy, nó chỉ như một câu hóa sinh thôi, thì em hãy học chắc hóa sinh cho anh, hiểu vấn đề không? Thế nên là ngày xưa ấy, thì anh chiến lược của anh khác hoàn toàn. Đấy, chiến lược của anh tổ hóa sinh. Đấy, anh đọc thuộc từng chữ một trong sách hóa sinh nhá. Đấy, thậm chí là khi một số bạn khi mà học với anh ấy, học ngày xưa anh hay dạy offline lắm, cách đây 1-2 năm, cái 1-2 năm nay thì anh dạy ôn thi nội trú nha. Thì thực ra thì nói thật là nó cũng chỉ là cái duyên với các bạn thôi. Ngày xưa anh thi nội nội trú và cái môn tổ của anh là hóa sinh đấy, môn tổ của anh là hóa sinh, và anh học hóa sinh, anh nói thật các bạn, anh học hóa sinh là siêu kỹ luôn nhá, siêu kỹ luôn. Thì ngày xưa anh có dạy một số các cái em trong hội đồng hương của anh nhá, hội đồng hương của anh quê ở Phú Thọ mà, anh quê ở Phú Thọ nhá, giỗ tổ đền Hùng đấy, các chú về quê anh ấy. Đấy, quê ở Phú Thọ thì anh ôn thi các bạn môn hóa sinh, và sau đấy khi anh dạy thì các bạn thấy là nghe thì các bạn thấy nghe thì nó rất là nghe thấy nó lọt tai, ngọt tai, và các bạn thích nghe đấy, các bạn thích nghe. Thế ngày xưa thì dạy miễn phí cho các bạn hội đồng hương, và cái năm khóa nội trú 43 ấy, hội đồng hương của anh ở Phú Thọ đỗ nội trú nhiều lắm nhá, đỗ nội trú nhiều kinh khủng luôn. Còn cái khóa 44 ấy, thì số người thi thì nó ít hơn, thì nó sẽ ít hơn nhá. Và anh học hóa sinh xong lại sau đó thì anh lại dạy nội nhi nhá, bởi vì anh là nội trú nội mà, thì anh dạy nội nhi cho các bạn nhá, anh dạy nội nhi các bạn, thì các bạn lại thấy rằng hóa sinh thì nó lại liên quan đến nội nhi, và cứ như thế thì trong vòng 2 năm nay thì anh lại cứ đọc hóa sinh xong anh lại đọc nội nhi, xong anh lại quay sang cái gì không biết anh lại đọc hóa sinh, và thì mình dạy nhiều thì nó quen thôi. Thực ra thì nó cũng gọi là cái duyên thôi nhá, cái duyên với các bạn thôi nhá. Tiếp theo này, nhớ như vậy vấn đề giải phẫu nhá, thì mình nhớ cho anh là không ôm đồm nhá. Tiếp theo này nhá, đấy thì mình phải nhớ là một cái điều mà đừng quá quan trọng gai tơn nhá. Bạn nào ôn thi nội trú anh cũng thấy là gai tơn, test gai tơn rồi USMI nhá, thì em nhớ là một cái câu gai tơn thì nó chỉ bằng một cái câu giải phẫu, nhớ nhá. Một cái câu gai tơn ấy nó chỉ bằng một cái câu giải phẫu và chỉ bằng một câu hóa sinh thôi mà. Ví dụ như các bạn hỏi là khả năng đệm của hemoglobin trong máu chiếm bao nhiêu phần trăm, đấy bạn không chọn phần trăm bạn chết rồi, đúng không nhá. Và các bạn nhớ là sai một câu thì nó sẽ hỏng cả cụm 4 câu nhá. Thế bằng 4 câu sinh lý, và tiếp theo là các bạn nhớ cho anh là các bạn vấn đề về các bạn cày nát sách nội nhi nhá, nhá các bạn cày nát sách nội nhi, các bạn hiểu không? Bạn hiểu thế nào là cày nát sách nội nhi không? Thì anh sẽ hiểu cho anh dạy các bạn hiểu như thế nào. Đấy. Các bạn hiểu thế nào là cày nát sách nội nhi không? Rồi nhá, thì rất đơn giản, như anh kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện như này nhá, kể các bạn nghe cái câu chuyện nó gọi cũng vui thôi, các bạn hiểu thế nào hát sách nội nhi. Nhá, ngày xưa ấy nhá, cách đây khoảng độ 2 năm nhá, cái ngày năm 2017 nhá, 2017 và cái tầm độ trước thi tầm độ tháng 5 tháng 6 đúng không?
tháng 7, bởi vì mình thi tháng 8 mà, thì anh có lên giảng đường y, lên giảng đường anh học giảng đường y anh học với các bạn ôn thi nội trú nhá. Đấy, em ôn thi nội trú thì cái team giảng đường của anh ấy cái năm đấy thì thực ra thì nó phân thành hai cái vùng là giảng đường có điều hòa và giảng đường không có điều hòa. Thì cái thời gian mà anh đánh ra cái bộ hóa sinh ấy, đấy đánh ra bộ hóa sinh đấy thì nó rơi vào tầm độ tháng 6 tháng 7 nhá. Anh vẫn là lưu file trong máy nó ghi ngày tháng 6 tháng 7 mà. Đấy thì anh ôn giảng đường, cái giảng đường đấy của anh cái lúc đầu mà thuê ấy, thì thực ra em hình dung nhé, cái giảng đường nó có 100 người đúng không? 100 người có thể ngồi được ngồi học được giảng đường mà. Nhá. Thì lúc thì cái giảng đường đấy của anh thì lúc đầu ôn thi các bạn đông lắm. Các bạn có đến tầm độ 20 người cơ. 20 người trong một giảng đường thế là đông rồi, đúng không? Bởi vì bình thường giảng đường ấy thì phải tức là giảng đường ấy thì phải đảm bảo khoảng cách mà rồi để mọi người bày đồ đạc rồi các thứ nữa, thậm chí ăn ngủ tại chỗ luôn, đúng không? Đó, trừ vệ sinh ra ngoài thôi. Và lúc đầu thì có 20 người, xong sau đó thì chỉ còn 10 người và khoảng độ 12 người. Thì cái giảng đường đấy của anh thì năm 2017 thì giảng đường các bạn đỗ nội trú hết, đúng không? Thì có bạn thì nội trú tim mạch này, các bạn nội trú nhi này, các bạn nội trú nội này, nội trú ngoại này, nội trú tai mũi họng này, nội trú thấp hơn chút là các cái nội trú khoa khác, đúng không? Đấy thì anh ví dụ anh học nhá, thì anh ôn thi cùng các bạn trên giảng đường nhá. Tối bình thường tối là anh sẽ đi ngủ từ 12 giờ nhá cho đến khoảng độ 5 giờ sáng anh dậy nhá. Gọi các bạn ngủ 5 tiếng thôi, như vậy ngủ này là ngủ nhiều rồi đấy nhá. Thì có cái này này thì tức là lúc mà anh đi ngủ nhá, thì lúc 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 12 giờ lúc 10 12 giờ 12 giờ đêm nhá. Đúng không? Thì anh cái bạn bạn ngồi sau anh là cái bạn bạn học chăm kinh khủng luôn nhá. Và thực ra thì anh cũng học hỏi được cái bạn đấy từ rất nhiều, đúng không? Thì tức là nói nào mô tả dễ nhỉ. Tức là 12 giờ đêm nhá, thì đi ngủ nhá. Thì thấy đèn các bạn vẫn học nhá, đúng không? Thì năm bình thường 5 giờ sáng anh dậy không, đúng không? Thì 4 giờ nhá, mình tức là 4 giờ mình dậy mình đi vệ sinh đấy. Thì tức là thấy thấy là đèn của bạn nó vẫn sáng, đúng không? Đèn của bạn vẫn sáng đấy, đèn của bạn vẫn sáng. Thì anh ấy bảo lạ nhỉ, tức là mình 5 giờ dậy và 4 giờ dậy thì thấy thấy bạn đèn bạn vẫn sáng, bạn tức là bạn dạng hiểu là vẫn ngồi, đúng không? Các bạn vẫn ngồi ôn thi và bạn ngồi im một tư thế luôn, và anh thấy các bạn là ngồi là nguyên một cái tư thế đấy từ đấy, và anh thấy rằng quá lạ, như vậy bạn không ngủ à? Anh như vậy anh thấy là lo lo, đúng không? Và tự nhiên là ngồi nhìn bạn đến lúc 4 giờ sáng, thấy chưa? Nhìn đến lúc 4 giờ sáng anh nhìn thấy bạn như thế, vẫn một tư thế thế. Tức là anh nhìn các bạn như thế anh cũng kiểu anh sốt ruột đấy, anh nói thật các em là từ 4 giờ sáng 5 giờ sáng anh tỉnh luôn, anh không ngủ luôn đấy. Như vậy là có cái áp lực gọi là kinh khủng luôn. Và em biết không nhá, không em xong nhá, anh tức là anh mượn cái quyển sách của bạn nhá, anh mượn quyển sách của bạn anh nhá. Bạn ấy không không cùng lớp anh, học học khác lớp, bạn bạn nữ nhá, học rất chăm luôn nhá, bạn học gọi là thừa sống thiếu chết luôn. Cái sách anh quay ra anh nhìn sách của bạn anh nhá nhá, anh thấy sách của nó tô kín luôn đấy nhá, sách của bạn ấy tô kín mít luôn, các cái loại bút màu xanh đỏ vàng nhá. Anh nói thật các em là không phải là gọi là chuyện thực nhau nữa nhá, anh quay ra anh nhìn gọi là sách tô kín luôn, dạng như kiểu là sách không có chỗ nào không tô luôn nhá. Thì các em hình dung không, nó đến mức độ là nó như thế nhá, tức là sách tô gọi kín mít
không còn chỗ nào không tô nữa, bởi vì thường ấy thì mình tô là mình tô điểm nhấn đúng không, mình tô điểm nhấn thì chỗ nào không nhấn thì tô làm gì. Đây anh thấy trong sách các bạn chỗ nào anh cũng thấy các bạn nhấn thì anh thấy rất là kỳ lạ đấy, thì anh kể các bạn một cái câu chuyện các bạn để các bạn hiểu. Thì chỉ đúng không, thì chỉ có hai khả năng đúng không, một là bạn tô sách bạn tô kín mít, tức là các bạn chỗ nào các bạn thấy là quan trọng các bạn tô hết từ đầu đến cuối, được chưa. Đấy, cái thứ hai là gì, các bạn tô kín rồi bây giờ không có tiền mua sách nữa thì bắt đầu thì lại tô đi tô lại cho nó khác màu, được chưa. Đấy, các bạn hiểu thế nào là cái nam độ nhi chưa. Rồi tiếp theo nhá, tiếp theo là về nhá, về vấn đề số 8 nhá, số 8 nhá. Và số 8 thì thường ấy vấn đề ngoại sản thì các bạn phải học kiểu khác, các bạn học theo lối là chỉ định, chống chỉ định nhá, được chưa, chống chỉ định. Và tiếp theo nhá, và tiếp theo và các bạn chú ý này nhá, thì các bạn nội các bạn cố gắng học kỹ sách giáo khoa, còn nhi các bạn học cố học kỹ các cái slide nhá. Là số 10 nhá nhá, các bạn tránh trường hợp test, một số cái trường hợp test nhàm chán nhá. Thế anh nói ví dụ này, ví dụ như là các bạn dành cả một buổi sáng, các bạn dành cả một buổi sáng nhá, các bạn dành cả một buổi sáng các bạn test nhá, các bạn test test một cái loại test hóa sinh nhá, một cái loại test hóa sinh các bạn cứ test đi test lại một câu, các bạn cứ chọn mấy cái công thức của axit amin rồi xem nó phân cực các thứ, rồi nó có góc quay của các phân tử đường, các bạn cứ chọn đi chọn lại một cái, thế nó chán nhá. Các bạn cố gắng các bạn chọn những cái test cho bạn logic một tí nhá, nó hỏi nó phải đòi hỏi phải động não một tí nhá, được chưa. Đấy thì và cái nguyên tắc quan trọng là mình phải tạo ra cái bộ test cho riêng mình và mình sẽ phải lọc test nhá nhá, lọc test và quan trọng mình phải giữ lại những cái tinh tinh hoa nhất, được chưa. Rồi rồi tiếp theo một phần quan trọng các bạn này, có một bạn bạn ấy hỏi nhắn tin cho anh vừa tối hôm qua thôi nhé, bởi vì dịch bệnh mà không đi khám mà tôi không hỏi ai được nhá, hỏi là ông bị tê bì nhá một năm nay nhá, được chẩn đoán là giãn tích mạch chi dưới, điều trị phục hồi chức năng nhiều đợt nhưng mà không đỡ nhá, và xét nghiệm đường máu nhiều đợt không rõ đường máu lúc đói, tức là bạn ấy hỏi theo lối của sinh viên thôi nhá, vì anh sẽ cố gắng anh phân tích anh trả lời bạn ấy nhá. Không xét nghiệm đường máu nhiều đợt, không rõ là đường máu lúc đói hay nghiệm pháp dung nạp đường và xét nghiệm nhưng bác sĩ bảo đều bảo bình thường, đúng không? Có thể chưa phát hiện bệnh gì, tiền sử bình thường, một tức là có chỉ có cái giãn tĩnh mạch chi dưới nhá, thì không biết là có suy hay không, và cách một tuần nhập viện điều trị tăng P là tăng áp lực thẩm thấu máu, đường máu 2x nhá, đúng vậy, đường máu là cũng khá là cao nhá, và tức là lúc vào thì chắc là cũng không có hôn mê đâu nhá, và điều trị một tuần ở viện và không nắm để điều trị nha, làm xét nghiệm ra viện nhá, và đơn thuốc như thế này nhá, như là bạn hỏi anh một cái đơn thuốc nhá, một bạn I5 nhá, một bạn I5 thì I5 mà đi chuyên khoa lẻ mà nên cũng quên quên cũng khá nhiều nội nhi nhá, thấy chưa. Đấy và ok nhá, đấy và bạn ấy chuẩn đoán của bệnh nhân nhá là nhá, chuẩn đoán bệnh nhân là này, chuẩn đoán bệnh nhân là đái tháo đường type 2. Đấy, bạn chữ hơi nhỏ đúng không, các bạn nhìn đây đúng không, suy thận cấp nhá, suy thận cấp ổn định đúng không, tăng huyết áp đấy, áp và gút đấy, gút đấy, một cái chẩn đoán như thế. Đó, bệnh nhân thì được kê nhá, được kê thuốc nhá, thuốc kê thuốc này nhá, các bạn để phân tích đây nhá, đúng không? Một là allopurinol nhá, allopurinol anh phiên dịch cái đơn này cho các bạn nhá, allopurinol nhá, được chưa. Atorvastatin, atorvastatin 20 mg Lipitor uống buổi tối, colchicin, naproxen, loperamide, mictac, insulin mictac,
Perindoprin 50g spiromide phối hợp giữa spironolactone và furosemide, uống một viên lúc 9 giờ nhé. Anh thống kê lại các cái thuốc nhá. Có cái alopion này, thứ hai là có cái atorvastatin. Atorvastatin. Thứ ba là cái colchicine. Tiếp theo đáp phờ lông đúng không? Đáp phờ lông. Nhà điều trị mà trĩ ấy, đúng không? Nhưng mà có bị trĩ đâu, cái này liên quan đến suy các hệ thống tĩnh mạch thôi. Tiếp theo là cái insulin mix nhá. Mix insulin. Mix tab. Nhá. Mix tab thì tiêm 32 đơn vị. Nhá. Tiêm lúc trước ăn 15 phút và tiêm lúc 6 giờ sáng và 17 giờ chiều nhé. 34 nhé. 34 đơn vị tiêm liều 16 18 nhé, 16 18. 16 đơn vị và 18 đơn vị đúng không? Tiếp theo là cái dùng perindoprin nhá. Doprin nhá, 50g nhá. 50g nhá. Được chưa? Tiếp theo là dùng có cái spiromide. Spiromide. Đấy, loại tiểu phối hợp giữa hai loại furosemide nhá. Cộng với spironolactone nhá. Loại tiểu kháng aldosterone. Đấy. Thì cơ bản dùng những cái này nhá. Được chưa? Đấy, và hình ảnh nhá. Hình ảnh đây, một bác 81 tuổi, cái cây lâm sàng đúng không? Chân thì chụp cho anh thì thấy chân thì cũng phù đấy các bạn. Trong video các bạn bạn gửi thì có cái ấn nhá, nó ấn lõm nhá. Đấy, chân thì có phù này, đúng không? Đấy và có cái đặc biệt là cứ tê bì nhá, tê bì có yếu hai chân, em cũng không hiểu. Tiếp theo nhá. Thì bạn ấy muốn anh giúp các bạn với phần tiêm insulin nhá. Tiêm insulin và nó không rõ sẽ tiêm insulin trong vòng bao nhiêu lâu và chỉnh liều như thế nào. Bạn ấy còn có điều kiện còn mua cả máy thử đường máu mà. Đúng không? Và không như không biết thử trước ăn hay hay sau ăn bao nhiêu lần một ngày và có cần chỉnh liều theo kết quả thử đường máu không. Và cảm ơn. Và bạn ấy sợ là theo dõi ông bạn bị hạ kali máu do tiêm insulin đấy, ok chưa? Đấy, và chân như thế này đấy. Nhưng mà các bạn bây giờ cho ý kiến em xử lý như thế nào nhá, đúng không? Thì các bạn xem nào, tiêm insulin có sợ hạ kali máu không, được chưa? Anh trả lời luôn cái đấy là tiêm insulin gần như là suốt đời nhá nhá. Nhưng mà trước hết ấy, thì mình sẽ phải phân định xem đái đường tiếp 1 hay đái đường tiếp 2, nhớ chưa? Cái chuyện mà chẩn đoán đái tháo đường nhá, đầu tiên là phải chẩn đoán đái tháo đường đã, xong chẩn đoán nó tiếp mấy nhá, xem là tiếp 1 hay là tiếp 2, được chưa? Hay là đái tháo đường thứ phát nhá, thứ phát, được chưa? Được chưa? Đái thứ hai là đái tháo đường tứ phát, bởi vì trước đây mà ông tiền sử mà không có đái tháo đường mà khám đều hoàn toàn bình thường, đúng không? Đấy, khám đều hoàn toàn bình thường mà tự nhiên đúng không, tự nhiên lại bây giờ lại phát hiện đái đường mà vào viện vì một cái là khả năng là một cái tăng đường máu nhá, tăng một cái tăng đường máu cấp tính và nó gây ra mất nước và một cái suy thận cấp trước thận đúng không. Nhưng mình cũng chưa loại trừ được một cái suy thận mạn, chưa loại trừ được cái bệnh thận mạn do đái đường hoặc là một cái bệnh thận mạn do gút đúng không nhá. Như vậy là nếu mà mình muốn điều trị gút đấy, đúng không? Mình muốn điều trị gút thì mình phải chẩn đoán đã, đúng không? Nhá. Bởi vì nhớ là gì? Nhớ là chẩn đoán gút thì nó không dựa vào axit uric máu, nhớ nhá. Thì nó có cái tiêu chuẩn Bennett Gút 1968 ấy nhá. Các bạn mở Thanh Hoa bạn nào. Được chưa? Khẳng định lại chẩn đoán, trong đó mình mới dùng alopion nhá, rồi là
colchicine, đúng không? Như vậy mình dùng colchicine đấy, và khả năng là bác này có thêm cả cái đau khớp, sưng đau khớp nữa em ạ nhá. Đấy, anh chưa hỏi kỹ lại được. Tiếp này, chuẩn đoán đường tiếp mấy hay đá đường thứ phát, thì ví dụ nhá, ví dụ các bạn học, tại sao anh bảo các bạn học nội khoa, bạn học kỹ đúng không, vì đái tháo đường nhớ chưa, bệnh nhân này nhá, bệnh nhân này chuẩn đoán là đái tháo đường nhá, chuẩn đoán đường thì em có điều trị đái đường nhá, thì nó không không thể chết ngay được đúng không, nhưng mà cái những cái đái đường thứ phát mà bạn không kiểm soát được, ví dụ chẳng hạn như là này, ví dụ như là u tụy đúng không, đấy thì tại khi mà ôn thi nội trú nhá, thì vấn đề là các bạn một này, một nhá, anh vẫn nói lại các bạn, một là các bạn sẽ có kiến thức nhá, có kiến thức nền tảng nhá, đấy nhá, các bạn nếu mà các bạn có kế hoạch thì các bạn sẽ đỗ nhá, sẽ đỗ chắc chắn luôn nhá, chắc chắn các bạn sẽ đỗ, và các bạn phải cố gắng rất nhiều, và nhưng mà dù cho kể cả bạn có không đỗ được cái chuyên ngành các bạn mong muốn nữa, thì bạn bao giờ các bạn cũng phải, tức là bạn cũng có cái kiến thức nền tảng, và các bạn không phải sợ lo đi đâu mà thiệt cả, những cái kiến thức nền tảng sẽ theo các bạn suốt đời, chẳng hạn như là các bạn kiến thức về giải phẫu nó sẽ giúp các bạn sau này các bạn học chuẩn đoán hình ảnh siêu âm rồi X-quang nhá, kiến thức hóa sinh sẽ, thậm chí là kiến thức hóa sinh sẽ giúp cho các bạn sau này trở thành một cái bác sĩ về nội khoa đúng không, bác sĩ về nội khoa, rồi là kiến thức về điện tim thì ví dụ sau này dùng cho các bạn mà xử lý vấn đề của người nhà ấy, sẽ không bao giờ thừa cả đúng không, ví dụ như các bạn học về kiến thức về điện tâm đồ, các bạn cũng làm cái điện tim nó rất là cơ bản, các bạn khi mà các bạn biết đọc được, các bạn khi bạn định hướng rồi đem đúng không, hướng dẫn người nhà đến các chuyên khoa khám bệnh, như vậy các bạn không bao giờ các bạn phải lo nó bị tức là bạn học không bao giờ học lo thừa cả. Học không bao giờ là thừa nhé, ví dụ như là đái đường do u tụy, đái đường do cơ sinh, đái do dùng tổ u tuyến yên, tăng huyết GH hay bệnh mắc megaly nhé, bệnh u người bệnh bệnh to viễn cực ấy, xin lỗi không phải người khổng lồ, người trưởng thành to viễn cực đúng không, rồi, hay là to đái đường thứ phát do viêm tụy mạng đúng không, đái đường thứ phát sau viêm tụy mạng có thể do sỏi hoặc là một cái viêm tụy tự miễn này, ví dụ như thế. Nếu ví dụ như cái đái đường thứ phát nhá, đấy do u tụy, đấy u tụy tiếp glucagon đúng không, glucagon nhá, thì anh khuyên cái bạn i5 đấy là bao giờ em cũng phải loại trừ đái đường thứ phát đã, bởi vì chẳng may ví dụ như là em mà siêu âm đúng không, bởi vì tụy là một cái tạng nằm sau húc mạc đúng không, nên là rồi khi mà những cái vướng hơi, những cái ruột đúng không, vướng hơi các bạn học học siêu âm rồi các bạn nói rồi đúng không, thì nó sẽ rất là khó đánh giá vì cái tụy, một số cái u mình bỏ sót rồi là 1 2 năm sau u nó xâm lấn đường mật, thì điều trị nó cực kỳ hạn chế, nó không có làm gì được cái tốt hơn cho bệnh nhân cả nhé, ngoài đặt stent và các thứ cả, ví dụ như vậy. Rồi đái đường do cơ sinh, do tăng tiết GH nhá, rồi tăng tiết GH được viêm tụy mạng vậy loại trừ hết đúng không, vì thực ra thì anh vẫn nhớ là hồi Y6 anh học Y6 anh gặp một cái bác, bác ấy bị đái tháo đường nhá, nhưng mà ở nhà thì điều trị chỉ ở trung tâm y tế của xã huyện thôi, thì người ta điều trị cho bác đấy là metformin nhá, metformin cộng với lại sulfonin ure đúng không, nhưng mà đường máu nó không kiểm soát được đúng không, và sau đó thì bác ấy lên bệnh viện tuyến trên thì bác ấy phát hiện ra một cái là u tuyến yên nhá, cái u tuyến yên tăng tiết GH, bởi vì bác sĩ nhìn thấy là bệnh nhân là có các cái dấu hiệu của to viễn cực ấy, nó sẽ rất là kín đáo thôi chứ không phải là các chân tay nó to đùng như kiểu trong lý thuyết các bạn nhìn thấy nhá, thế thì ai cũng chẩn đoán được đúng không. Đấy, và bác ấy định lượng GH và EZ1 nhá. Như vậy GH và EZ1 là gì trong sinh lý? Nó sẽ là tất cả, nó sẽ là một câu chuyện rất là dài, các bạn hiểu không? Đấy, như vậy các bạn phải có kiến thức và tổng thể mà các bạn phải tích góp nó dần. Nhá. Thì tất cả những cái đấy thì nó chỉ là những cái kinh nghiệm, mà những cái câu chuyện mà cái ke lâm sàng mà anh nhớ được và anh gọi là bộc phát anh nói ra các bạn thôi, để các bạn ví dụ các bạn minh họa được cái tinh thần là như thế nào nhá. Tiếp theo là này nhá. Đấy, như vậy là tuyếp mấy hoặc là tuyếp mấy nhá. Đấy, đái đường tuyếp 1 và đái đường tuyếp 2. Như vậy bạn đã phân biệt được đái đường tuyếp 1 hay là đái đường tuyếp 2 chưa? Như vậy vấn đề anh khuyên bạn sinh viên kia là phải xem lại cái chẩn đoán nhá.
bạn phải xem lại cái chuẩn đoán xem có đúng là tuýp mấy chưa, đúng không? Bởi vì như này các bạn nha, thì chắc là anh sẽ nói các bạn thêm phần này nhé, anh thấy các bạn cũng muốn nghe nên là anh nói cho các bạn thêm phần này, được chưa? Em kẻ giúp anh một cái bảng nhá, em kẻ một cái bảng ra, kẻ cái bảng ra, được chưa? Em kẻ cái bảng gồm 3 ô này đấy nhá, thì anh sẽ phân biệt cho các bạn cơ bản về đái đường tuýp 1 và tuýp 2 cho các bạn hiểu nhá. Đấy. Khi mà tất cả những kiến thức mà mình nó thành một khối logic rồi ấy, thì tất cả nó sẽ thành cái phản xạ nhá. Ví dụ nhá, em kể cái bảng cho anh này nhá. Mọi người có nghe rõ không nhỉ? Mọi người đều nghe rõ hết chứ, đúng không? Đấy. Ok nhá. Thì thường những cái phần này ấy, thì thường các bạn Y6 nghe của nó rất Y4 Y6 nghe nó rất lọt tai luôn. Bởi vì khi mà mình đã học đến mức độ là khi mình đã học đến mức độ bệnh học mà nhá, thì mình đã thấy rất là hay nhá, nó không nhàm chán như các em nghĩ đâu nhá. Học y ấy, nó rất là hay và nó không nhàm chán như em nghĩ đâu, và tất cả vấn đề là tất cả nó là sẽ là logic hết nhá. Logic là mình có thể giải thích được mà nhá, nhưng mà thường thường ấy, ít người nói với các em về cái vấn đề mà logic, nên là cứ bắt các em phải nhớ, nên là nó sẽ thực sự mà nói nó sẽ hơi chán nhá. Ngày xưa hồi Y1, Y2, Y3 anh cũng nhiều lúc anh cũng tâm lý anh cũng hơi chán ấy, nhá. Sau đó thì mình tìm lại được cái cảm hứng. Rồi nhá, tiếp tục nói với các bạn này. Nhá, anh có thể anh ngồi cả buổi sáng nói với các bạn được, chả vấn đề gì cả. Chỉ sợ các bạn nghe các bạn mệt thôi, chứ còn anh nói thoải mái luôn. Tiếp theo nhá, các bạn kể cho anh cái bảng nhá. Thì đái đường tiếp 1, thấy chưa? Nha, thì đái đường tiếp 2 đấy, các bạn kể nhá. Thì anh sẽ một số các anh sẽ phân biệt cho các bạn cái này, được chưa? Đấy, các bạn cố gắng bạn chép vào nhá, chép vào, hoặc là anh bảo các bạn bấm vào cái nút quay màn hình ấy, quay màn hình thì xem lại được mà, anh quay video lại thoải mái mà. Muốn các bạn, quan trọng là muốn các bạn khá lên thôi nhá, quay thoải mái mà, anh có cấm quay video đâu, các bạn quay thoải mái mà nhá. Tiếp theo này, thì thứ nhất là mình phân biệt được vào cái tuổi nhá, tuổi xuất hiện nhá, tuổi xuất hiện thì đái đường tiếp 1 đúng không, thì thường ấy thì sẽ xuất hiện là tuổi trẻ và thanh thiếu niên, đúng không? Đúng không em? Cái thứ hai đấy là nếu mà tiếp 2 thì thường sẽ tuổi trưởng thành, đúng không? Tuổi trưởng thành, đúng không? Như vậy là một cái bệnh nhân mà chuẩn đoán đái đường tiếp 2 mà có 10 tuổi, như vậy mình phải xem lại chuẩn đoán nhá, hiểu vấn đề chưa? Cái thứ hai nhá, thì thứ hai nhá, thì nói về khởi phát nhá, thì khởi phát đái đường tiếp 1 thì các cái triệu chứng của nó rất là rầm rộ, đúng không? Rầm rộ. Và đái đường tiếp 2 thì triệu chứng của nó sẽ xuất hiện chậm, đúng không? Chậm, và nó sẽ không rõ triệu chứng nhá, nhá. Đấy, không rõ triệu chứng. Chưa? Tiếp theo ấy thì biểu hiện lâm sàng nhá. Lâm sàng thì biểu lâm sàng sẽ rầm rộ, thì biểu hiện như chẳng hạn như là biểu hiện bằng cái sức cân nhá, đái nhiều nhá. Đái nhiều tức là đái nhiều đến cái mức mà còn suy thận cấp trước thận, thì em hiểu đái nhiều đến cái mức như thế nào, đúng không? Đấy. Nhá. Còn tiếp theo là các biểu hiện đái nhiều uống nhiều, đúng không? Và tiếp theo là còn cái biểu hiện cái này thường sẽ là âm ỉ, được chưa nhá? Âm ỉ thứ nhất là và nó thường nó sẽ ít triệu chứng nhá. Thứ nhất là trên cái thể trạng béo nhá, thừa cân, đúng không? Béo và thừa cân. Thứ hai là có cái tiền sử gia đình nhá, tiền sử gia đình nhá, mắc đái đường tiếp 2, đúng không? Mắc đái đường tiếp 2. Thì tiếp theo là có, ngoài ra còn có một số đặc tính chẳng hạn như là các bạn có biết cái dấu hiệu gọi là dấu gai đen không nhá? Dấu gai đen đấy, một số cái đặc tính nó gợi ý cho mình, chẳng hạn như dấu gai đen. Dấu gai đen này các bạn gõ Google bạn xem nhá. Đấy, anh nhớ cái này nó là cái gì nhỉ? An can tiếng Anh thì nó là an a can
Akan Thosit này, viết như tiếng Việt các bạn. Akan 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 máy bị lỗi phông. Akan Thosit nhá. Đấy là cái gì đó Niri gì đó anh không nhớ rõ lắm, nếu các bạn cứ search Google nhá. Hoặc là tiếp theo là có cái hội chứng nhá. Một số gợi ý, ví dụ nữ giới có hội chứng buồng trứng đa nang đúng không nhá, được chưa? Tiếp theo ấy là vấn đề là thứ nhất nhá, thì mình phân biệt ceton máu ceton điệu đúng không đấy nhá. Thì thường ấy, đáng tiếp 1 ấy, thì những cái thể ceton trong máu dương tính đúng không? Và đáy thường tiếp 2 thường sẽ không có nhá, không có. Như vậy các bạn phải biết, các bạn phải biết là các thể ceton trong máu là gì đúng không? Các thể ceton trong máu là gì? Có thể ceton trong máu có gì? Aceton, acetat đúng không? Dehydroxybutyric và aceton. Đấy, thì các cái thể ceton. Như vậy tại sao tiếp 2 không có mà tiếp 1 lại dương tính? Được chưa? Đấy chưa? Như vậy câu hỏi đấy thì các bạn học hóa sinh các bạn mới trả lời được, học sinh lý mới trả lời được đúng không? Nhá. Tiếp theo ấy là peptide C nhá. Lượng C peptide và thường là thấp. Nhá, không đo được. Đúng không? Còn đái tháo đường tiếp 2 thì peptide C sẽ bình thường nhá, hoặc tăng. Nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Nhá. Tiếp theo ấy là nó sẽ làm một số các cái kháng thể. Đúng không? Nhá. Vâng, là một số cái kháng thể nhá. Ví dụ như các bạn biết này, gan 65 hôm qua có một số bạn hóa sinh anh biết đúng không? Gan 65 ví dụ anh có rất nhiều loại kháng thể, ví dụ anh ví dụ cho một loại gan 65 đúng không? Gan 65 thì hóa sinh nhá, các bạn mở, các bạn cứ mở sách hóa sinh các bạn đọc gan 65. Cái này là glutamic nhá. Hóa sinh viết hết nhá. Glutamic acid nhá, decarboxyla, gan 65, 65 là 65 danton cái trọng lượng phân tử nó thôi nhá. Thì thường ấy, cái này là dương tính, cái này âm tính. Được chưa? Đấy. Và thường ấy nó là cái đường tiếp 1 thường nó liên quan đến các cái vấn đề về tự miễn nhá. Thì tự miễn thì nó thường lại có, ví dụ một ông là vừa bị đái tháo đường mà vừa bị các bệnh lý về thượng thận, vừa bị các bệnh lý về tuyến giáp nhá. Thì còn các vấn đề thường nó sẽ không có nhá. Nó sẽ rất là hiếm, đi kèm với tự miễn khác. Ví dụ vừa bị đái đường mà vừa bị bazero nhá. Đấy, anh gặp rồi mà nhá. Được chưa? Nhá. Thì tiếp theo ấy là các cái bệnh lý và tiếp 2 thì thường nó sẽ đi hội chứng chuyển hóa, được chưa? Được chưa? Đấy, và cơ bản phân biệt đái đường tiếp 1 và tiếp 2 nhá. Được chưa? Và ngoài ra em có thể còn định lượng cả insulin mà, đúng không? Nhá. Bởi vì có cái điều đơn giản khi mà anh dạy nội cho các bạn nhá. Nguyên tắc là khi mà em tiêm cái insulin mix này nhá thì nó tiêm cái mix vào đúng không, bảo là bây giờ đái đường rồi bây giờ tiêm cái insulin mix, tiêm thì nó có làm thay đổi cái xét nghiệm PBC không? Anh trả lời luôn là không nhá, vì cái insulin ngoại sinh tiêm vào thì không thể nó sinh ra PBC được, bởi vì cái PBC đấy là phải là PBC nội sinh, hiểu vấn đề không? Đấy, như vậy là một cái vấn đề cơ bản nhá, các bạn hiểu như này. Nói chung là để mà phân tích cái cây này ra thì dài lắm nhá. Anh có thể anh ngồi 2-3 tiếng buổi sáng để phân tích bạn mới hết được cái cây này nhá, rất là dài nhá. Đấy, như vậy một số cái câu hỏi trả lời cho bạn nhá. Trả lời luôn nhá, tiêm insulin máu, tiêm insulin thì không tức là có nguy cơ hạ canxi máu không? Có nguy cơ nhá, nhưng mà không sợ đúng không? Bởi vì đường máu thấp thì sợ gì? Bởi vì tiêm insulin thì đường máu cao nó sẽ đưa kali máu vào tế bào mà, bởi vì kali trong nội bào 98% trong nội bào mà, thì nó sẽ sau đó hết tác dụng insulin thì kali lại đi ra khỏi tế bào nữa. Mà cơ thể mình có các cái cơ chế mà cơ chế làm tăng kali máu nữa mà, nên là cũng không phải sợ lắm về vấn đề sợ hạ kali máu nhá. Thì anh khuyên cho bạn đấy 10 lời khuyên, khoảng độ 10 lời khuyên. Thì cái lời khuyên thứ nhất của anh là khuyên ông bạn ấy nên cố gắng đi siêu âm lại cái tụy nhá, làm thêm cả CA 19-9 nhá, để xem có các cái ung thư của tụy hay không, đúng không? Mà để mà không phát hiện thì rất là đáng tiếc. Còn cái chuyện mà insulin chỉnh liều như thế nào, kiêng ăn thì cái này ngày xưa anh có video trên YouTube anh dạy hết các bạn rồi, đúng không? Mà cộng 2 trừ 2 như thế nào anh dạy hết các bạn rồi, rất đơn giản thôi nhá.
Và đặc biệt đấy, anh nhấn mạnh các bạn là tiêm insulin trong bệnh nhân người già, đúng không? Bệnh nhân người già tiêm insulin là hết sức cẩn thận, đúng không? Đấy, bởi vì hạ glucose huyết là cái biến chứng thường gặp nhất khi tiêm insulin nhá. Nó có thể gặp khi mà ví dụ ông bạn đấy tiêm quá nhiều insulin, đúng không? Ví dụ bởi vì đái đường là hay có biến chứng đục thủy tinh thể, mà insulin mà ông không tự lấy được, ông lại lấy 10 đơn vị, ông lại nhìn không ra khớp, ông lại lấy 100 đơn vị ông tiêm, như vậy là hạ đường huyết mà, đúng không? Hoặc là bỏ bữa ăn nhá, hoặc là ông chán ăn ông bỏ ăn, hoặc là ăn muộn nhá, ăn muộn sau tiêm insulin. Ví dụ ông tiêm xong 10 lại khoảng 3 phút sau, đúng không? Ông tiêm cái đúng không? Và ông tiêm cái là 3 phút 1 tiếng sau ông ăn, nó hạn máu nhá. Và hoặc là ông ấy vận động tăng lên, ông ăn ít đi, đúng không? Đấy. Nhá. Đấy, và khi mà đường máu bình thường, đường máu từ 4 đến 7, đúng không? Khi mà đường máu dưới 2,8 mmol trên lít thì sẽ xuất hiện các triệu chứng thần kinh như là bứt rứt này, rú rẫn, nhìn mờ, đúng không? Nhức đầu, nói khó nhá, thậm chí hạ đường máu vào còn cứ tưởng là tai biến mạch não, mà còn lôi nhau đi chụp MSCT mạch não mà, đúng không? Đấy nhá, thì đấy các bạn có thể bệnh nhân già nhá, thì rất nhiều có vấn đề mà nói trên bệnh nhân này nhá. Mà qua đó thì mình học được các vấn đề về sinh lý nhá. Chẳng hạn như là ví dụ anh đố các bạn nha. Anh đố các bạn nên tại sao lại dùng spironolactone kết hợp với furosemide đấy? Tại sao không tăng cái liều furosemide lên mà lại kết hợp với hai loại, đúng không? Đấy nhá, ví dụ là thế. Thì khi nào thời gian thì anh sẽ chia sẻ tiếp nhá, chia sẻ tiếp cho các bạn rất nhiều vấn đề tại sao, 1.000 câu hỏi vì sao, đúng không? Tại sao mà dùng cả colchicine với cả allopurinol? Tại sao dùng atorvastatin uống buổi tối? Tại sao mà lại dùng thuốc ức chế men chuyển trên bệnh nhân này mà không dùng chặn kênh canxi, không dùng các cái thuốc nhóm chặn giao cảm trung ương, hay là dùng các thuốc nhóm chặn đục thể mà lại dùng ức chế men chuyển, đúng không? Đấy. Dùng thuốc ức chế men chuyển trên người già có nguy cơ gì, phối hợp thuốc hạ áp như thế nào nha, rất nhiều vấn đề luôn nha, được chưa? Đấy, các bạn hiểu nhá. Đấy, ok. Ok, anh em hiểu chưa? Nhá, rất nhiều vấn đề mà các bạn học, các bạn hiểu được nhá. Thì nó là một vấn đề các bạn phải, nó phải tích lũy dần, được chưa? Đấy. Có bạn nào hỏi gì không? Chắc là bây giờ anh lại bận, anh xử lý có một số việc rồi nên là cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thì anh dùng dành cho các bạn 5 phút các bạn để các bạn hỏi nhá. Từ đầu buổi đến giờ anh nói các bạn có hiểu không đã? Các bạn có hiểu không? Y1 thì anh bảo là không cần phải gọi là suy ngẫm làm gì đâu nhá, cứ bình tĩnh mà học thôi nhá. Hay nói vui các bạn cứ bình tĩnh mà run, đúng không? Còn Y6 thì Y1 nhá, Y1 là bình tĩnh mà học, còn Y6 là bình tĩnh mà run, nên là các bạn phải học nhiều lên nhá. Nhá. Các bạn hiểu không? Ok. Bình thường học sinh của anh ấy, đệ tử của anh ấy, có cả nội chú anh, nếu các bạn vào các cái group của anh ấy, một số bài chia sẻ các học sinh của anh thì thực ra cũng có nhiều em ấy đỗ nội chú xong em ấy học lại học nội khoa cùng anh, lại là giống nhiều anh em lại đi chụp cùng nhau mà nhá. Hoặc là các em về nội chú gia liễu anh có, đúng không? Nhi anh có nhiều lắm, các trường y anh quen nhiều lắm nhá. Quan trọng là gì, cái kiến thức ấy nó chỉ đến một lúc ở đó, kiến thức thì các em phải tự học thế thôi, quan trọng là lúc đầu mình bắt đầu mình khởi động như thế nào thôi. Còn anh thì cơ bản thì anh luôn là muốn giúp mọi người, đúng không? Mọi người nhá. Còn thực ra dốt thì anh dạy được, nhưng mà lười là anh không dạy được đâu, anh nói luôn là lười ấy, lười mà thứ hai lười mà bảo thủ ấy là anh không dạy được,
Còn dốt thì anh không sợ, dốt thì anh dạy được, thì dần dần thì nó sẽ vào form thôi. Uống ngụm nước đã. Ok, thì trong này có những anh em Y6 nhá, anh em Y6 thì cố gắng nhá, cố gắng chịu khó mà học nhá, thi đỗ nội trú được là tốt nhất đó, bởi vì nó là con đường ngắn nhất mà nhá. Có mấy bạn nhờ ship sách nhá, ship sách thì lúc nào anh sẽ ship cho nhá, cơ bản là cái quyển sách này ra anh viết để cho anh em gọi là có động lực nhá, các bạn có động lực thôi nhá. Đấy, mong muốn là cho anh em có gọi cái động lực qua các câu chuyện, ví dụ như các câu chuyện anh vừa kể đấy đúng không, sách cái chị cái tô kín mít luôn, không sót chỗ nào luôn, sợ thế đúng không. Y5 thì kịp, còn Y6 là muộn, anh nói luôn là Y6 thì không học được cái kiểu bài bản như chậm chậm như này đâu, tức là mình phải phải có chiến lược học từ Y4, Y6, Y5, Y6, em hiểu không nhá. Còn Y6 bảo anh dạy từ đầu thì anh chịu thôi, mấy tháng nữa sao mà kịp được đúng không? Thì mình lại có kiểu mình lại phải có cái chiến thuật khác, nó sẽ chiến thuật nó sẽ không thể áp dụng cho nhiều người, nó phải thay đổi theo từng cá nhân hoặc là từng cái giai đoạn. Được chưa? Còn y mà y hai y ba thì vô tư, y hai y ba vô tư bài bản được, y hai y ba còn dạy, thực ra thì y hai y ba dạy thì các em chưa biết nhiều nên là thực ra thì dạy những người mà chưa biết thì dễ bảo, còn những cái người mà đã nó tư duy nó bị sai đi rồi ấy thì sẽ rất là khó chỉnh. Đúng không? Mà đến ví dụ như là đến bạn Y5 đấy, bạn còn hỏi anh là xem có nguy cơ hạ kali máu không, thì anh cũng thấy hơi lo lo, anh cũng hơi hơi lo lo cho cái kiến thức của bạn đấy. Thì thực ra thì bạn bạn ấy là bạn bạn ấy mua bạn ấy mua cái quyển keep game hóa sinh của anh ấy đấy, trước anh mua tặng bạn đấy, nên là thi thoảng anh em thi thoảng có số điện thoại cũng hay nhắn tin. Cơ bản là khi mà em nắm vững được kiến thức ấy, thì em thi nội trú trường nào cũng được. Khi mà em đã có nền tảng kiến thức ấy, thì em thi nội trú trường nào cũng được. Bởi vì kiến thức nội khoa nó là chung mà. Nhá. Và anh luôn lấy các cái giáo trình IDS hoặc là IDS hoặc là IHN anh dạy cho bạn. Cho chuẩn, mình phải chuẩn hóa hết. Chứ ví dụ anh không lấy giáo trình của Y tế Nguyên anh dạy cho các bạn đâu. Nhá. Ok đấy nhá. Ok nhá. Thì các bạn có thôi nhá, thì hỏi các bạn hiểu rồi đúng không? Thì các bạn có thấy các cái buổi giảng nó có đem lại được cho các bạn cái đem lại cho các bạn cái suy nghĩ nó khác đi không? Đấy, các bạn có suy nghĩ khác đi không? Bởi vì nhiều khi ấy, mình anh nhắc lại là hôm nay anh nói hơi nhiều, là các bạn thích nghe thì anh nói nhiều thôi. Thì mình thấy nhiều khi mình học một cái bài lý thuyết không quan trọng bằng mình định hướng mình học các bài khác như nào. Và anh vẫn luôn mong muốn là cái mong muốn cuối cùng của anh là khi mà các em tự học được, các em tự đọc được sách, các em cảm thấy hứng thú, các em tự học là các em không cần phải anh dạy nữa. Được chưa? Thậm chí các em tự học các em còn giỏi hơn cả anh cơ, đúng không? Là chuyện bình thường, cái người dạy ai cũng mong muốn cái người mình dạy là như thế. Ok. Đấy. Con đường nó sáng nhất các bạn thì anh sẽ chỉ cho các bạn đấy nhá. Ok. Ví dụ nhá, ví dụ anh hỏi Thúy Hạnh này, Thúy Hạnh em bật cái Thúy Hạnh ấy, em bật cái mic lên, tại vì anh thấy em từ đầu buổi em ngồi cũng nghe cũng chăm chú đấy nhá. Đấy thì em có mong muốn gì không? Nhá. Ok, Thúy Hạnh đấy, anh bật mic cho em nói đây.